Tỉnh An Giang là nương cùng bưng địa vừng, cô hén tòn bưng quân dần té thành phố Hồ Chí Minh, cánh bưng tỉnh tao má quê hơn. Hoạt khai tỉnh Mỹ có tón cài di xíp hốt bắn quân dần ma quê hơn. Dú phùng ní bưng mử tòn bưng quân dần ma, An Giang có men văn tặng tánh lông ké khải và tên An cổ nham bình hà cánh mi lông choi giờ. Tỉnh An Giang có men văn dệt bưng năng về cánh bom cắp thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai về toàn quân dần cùng hành bông trào toàn bưng quân thảo ké cánh phủ nhính cánh để nói bằng phùng toàn tiếp quân dần quang hoàng cánh xu đắc cằn chân kìn nằm tàng chân kìn mít tục nò chính quyến ghé hà chùm mũ toàn tiếp quân dần khám liêm đù xét nhiễm tẹt tình lăng áo cầm phong bình hà. Nọn cỏ té thành phố Hồ Chí Minh ma nỉ đầy bưng ai công an thành phố lòng rèn tòn choi giờ sân hẳn mi bón kiền rú rằng hen ba lũ thiếu rằng nọn cỏ giòn ơn đầy bưng ai ở ma nỉ là long môn rừng tín An Giang choi giờ mỏi huyện thị xã thành phố hà hói trưởng mản ngân cánh sử dòng hỏi tấn kháo sàn và choi giờ với tòn quân dân ba địa phương. Chủ địa phương cần xếp tam choi giờ chân kình chân khòng về hào quân dân yên chờ hát dấu xiềng cảm phong bình quân dân ta mát quê hơn có yên chờ báo cho đốc ngân xét nhiễm mà họt cùng phùng hao còn nhận về ao khẩu phùng hào hát dấu xiềng liên đoàn lao động đoàn thanh niên hội phụ nữ có mi trùm mũ xung cảm phong bình hà là các lực lượng này để tham gia trong công tác phòng chống dịch bệnh này. Lại chào hơn trò hơn rằng khe sán rú ảnh rằng có khẳng tánh bón rú hờ bom mè há rú xiềng bom mệt ngấn bần khun há rú xiềng rú hớn có đầy trinh quyết địa phường minh lung báo về hờ chu quân hủ tổ dân phố bản nát liêm lè hàng mử đôi các bần khun dần mít bồng kiến thế rú cắt khó trinh quyết đang nêu chớ lung choi giờ về báo hờ pơ ướt giá.